Xin chào, cảm ơn các bạn đến với Phương's Kitchen. Công thức hôm nay của Phương mình sẽ không có cần lò nướng cũng như là không cần khuôn. Mình sử dụng những cái ly, những cái tách trà rất là dễ thương. Cú bánh này thì Phương đã có lần chia sẻ. Đặc biệt hơn, hôm nay mình sẽ làm một cái phần sốt trứng hương lá dứa để ăn kèm. Mình sẽ tô điểm thêm cho cái món bánh, thêm phần sang chảnh, rất thích hợp cho những cái bữa tiệc buffet, những cái bữa tiệc gia đình. Cho phần sốt trứng hương lá dứa, Phương sẽ dùng một quả trứng gà và một cái lòng đỏ trứng gà. 40g đường, nếu ăn nhạt các bạn có thể sử dụng 30g. Trộn sơ cái phần trứng này và mình cho tiếp vào đây là 20g bột mì làm bánh bông lan bột số 8, hoặc các bạn có thể sử dụng 15g bột năng hoặc là bột bắp. Phần chất lỏng mình sẽ chuẩn bị ở đây là lá dứa. Phương thì thường xay lá dứa với tỷ lệ là 1:4, tức là 50g lá dứa với 200g nước. Mình hay để cho nó lắng trong qua đêm trong tủ lạnh và mình chỉ lấy cái phần cô đặc, sau đó thì mình đông đá. Khi cần làm bánh thì mình chỉ cần lấy những cái viên đông đá lá dứa này ra làm, chứ không phải là mỗi lần mình làm là mình xay lá dứa. 30g nước lá dứa cô đặc, Phương cho tiếp vào đây nước cốt dừa làm sao cho mình sẽ có một cái hỗn hợp là 150g. Công thức Phương có ghi ra trong trang web nhà Phương và đường link nằm ở trong khung mô tả. 50g sữa đặc có đường, 40g bơ, 1/8 muỗng cà phê muối để dặn lại cái vị ngọt. Phương cho tí xíu nước cô đặc lá dứa để làm cho cái màu lá dứa của mình được tươi hơn. Các bạn có thể bỏ qua nếu không thích. Bắt hỗn hợp này lên bếp, hỗn hợp chỉ cần nóng lên, khi nào mà các bạn thấy bơ nó tan đều ra thì mình có thể đổ từ từ vào cái hỗn hợp. Trứng bột mà mình đã khuấy để sẵn, các bạn rưới từ từ thôi nha, không có rưới cái ào thì trứng nó bị chín. Rây hỗn hợp qua rây và một cái nồi sạch khác, bắt lên bếp và các bạn khuấy trên lửa nhỏ. Hỗn hợp sẽ sệt lại như vậy. Nếu các bạn dùng bột bắp thì nó sẽ có một cái độ sệt hơi bóng hơn một chút. Nhưng mà Phương thì thấy rằng khi mà bánh để lạnh, nếu mà Phương dùng bột mì số 8 thì cái độ sệt và độ đặc của nó Phương thích hơn. Đây là món bánh hấp. Các bạn phải có một cái xửng nước để sẵn trong thời gian mình chuẩn bị phần cốt bánh nha. Cốt bánh này thì Phương đã có chia sẻ một cái video clip riêng rất là chi tiết. Đường link của video Phương sẽ để trong khung mô tả. Hôm nay thì mình chỉ tóm tắt sơ thôi. Mình sẽ cần 3 cái trứng gà tách lòng. Chất lỏng Phương sẽ dùng là 70g nước cốt dừa và tinh chất lá dứa trộn lại với nhau. Sau đó mình sẽ cho chất béo, các bạn sử dụng bơ đun tan chảy hoặc là dầu ăn 20g. Khuấy đều để chất lỏng và chất béo thành một cái hỗn hợp đồng nhất. Sau đó mình cho thêm bột mì 70g. Nếu các bạn không có bột mì số 8 để làm bánh thì mình dùng 50g bột mì đa dụng và 20g bột bắp. Tiếp theo là cho phần lòng đỏ trứng gà. Trộn đều, hỗn hợp này sẽ rất là mịn và mượt. Màu lá dứa nguyên chất thì nó hơi bị xỉn chút xíu sau khi hấp. Các bạn có thể cho tí xíu tinh chất lá dứa cô đặc nếu thích. Phương có cho thêm 1/4 muỗng cà phê tinh chất vani để khử mùi tanh của trứng. Lòng trắng trứng hồi nãy mình có tách rồi thì mình sẽ đánh riêng với tí xíu muối, 1/8 muỗng cà phê. Sau 30 giây trứng sẽ có những cái bọt rất là to, mình cho tiếp vào đây là nửa muỗng cà phê nước cốt chanh. Cách đánh trứng làm sao cho đạt thì nó sẽ tùy thuộc vào cái món bánh của bạn cần kết cấu như thế nào. Chất lỏng, chất béo trong công thức là bao nhiêu, chứ không phải là lúc nào mình cũng cần lòng trắng trứng thật là bong cứng. Bánh rất là dễ bị xẹp nha. Vừa đánh tốc độ trung bình, Phương cho 60g đường. Sau khi cho hết đường thì mình có thể tăng tốc độ cao hơn. Kết cấu của bánh này yêu cầu lòng trắng trứng của mình có một cái độ đặc, bong, dẻo, có chóp mềm. Thì thời gian đánh tổng cộng nãy giờ của Phương sẽ tối đa là 2 phút 50 giây. Một số bạn mới học làm bánh thì không biết, cứ nghĩ là nhà không có nước cốt chanh thôi khỏi đi, hoặc là đường nhiều quá giảm bớt đường đi. Các bạn không có tự ý giảm đường. Đường cũng giúp cho cái kết cấu bánh của mình lòng trắng trứng được ổn định hơn.
bánh mới không bị xẹp. Lòng trắng trứng cho vào cái thau bột mình sẽ chia làm 3 đợt. Mỗi đợt cho vào thì mình sẽ vừa trộn vừa xoay cái thố. Các bạn tránh làm sao cho đừng có trộn quá mạnh và cũng quá chậm cũng không quá nhanh. Đều khiến cho hỗn hợp của mình bị xì hết tất cả bọt khí, bánh bị chai. Hôm nay Phương không có dùng khuôn mà mình dùng những cái ly uống trà. Tùy là cái ly của bạn to hoặc nhỏ thì mình có được tầm trung bình là 5 đến 6 cái bánh. Lắc lắc cho bột dàn đều. Hoặc dùng tâm xoay thành những cái vòng tròn giúp vỡ đi những cái bọt khí to. Một lần làm khác Phương cũng có dùng những cái khuôn thủy tinh như vậy. Ra hình dáng cũng khá là dễ thương. Những cái khuôn này mình không có cần thoa dầu gì hết nha các bạn. Thực ra là bánh bông lan hấp nó có một cái độ khó rất là cao ở trong cái phần điều chỉnh nhiệt. Nước hấp thường nhỏ xuống khiến cho bánh bị chai. Và nhiệt thường rất là cao khiến cho bánh phồng ở trong lò và khi mở nắp thì bị xẹp lép luôn. Cái cách mà Phương đã hướng dẫn trong cái video của năm ngoái, tức là các bạn sẽ bọc màng bọc thực phẩm từng cái khuôn, hoặc là các bạn sẽ cho những chiếc khuôn này vào một cái thố thủy tinh và cái thố thủy tinh mình lại đặt vào cái sừng hấp. Thì cái vấn đề này một số bạn sẽ gặp trở ngại chút xíu tại vì sừng hấp của các bạn không có đủ to. Nhưng đây lại là cái cách an toàn nhất giúp cho bánh rất là dễ thành công. Sau khi sừng nước sôi cho khuôn vào đậy nắp, các bạn hạ lửa xuống còn số 3 trên 9. Nhiệt hấp cần rất là thấp và trong thời gian tầm 20 đến 25 phút. Khác với bánh bông lan nướng là các bạn có thể quan sát qua cái cửa, nhưng mà bánh bông lan hấp một khi các bạn đã mở cái nắp rồi mà trong lúc bánh nó chưa có chín thì nó sẽ bị xẹp ngay. Cho nên là các bạn yên tâm đậy nắp và hấp ít nhất là 20 phút cho Phương nha. Bánh sau khi chín, mình lật úp, đợi cho nó nguội bớt. Trong lúc nó nguội thì nó sẽ tự tách khỏi cái ly. Và mình nâng cái ly lên thì bánh nó sẽ tuột xuống như vậy. Thực ra là nhà Phương có lò nướng cho nên là cái phương pháp dùng sừng hấp Phương ít khi sử dụng lắm các bạn. Nhưng mà thực ra cái món bánh hấp nó có một cái hương vị và cái kết cấu riêng rất là đặc biệt. Nó mềm tan trong miệng và không có bị khô. Cái phần nước sốt trứng lá dứa các bạn có thể cho vào túi bắc kem, bơm vào bên trong một ít và cho nó phủ đều ở xung quanh luôn. Hoặc các bạn có thể chỉ cho cái phần chóp ở bên trên thôi. Phương rất hay là thích bày vẽ cho những cái bữa tiệc gia đình. Mình thường có những cái món tráng miệng nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy. Thì mình chuẩn bị trước. Cái nước sốt cũng giúp cho cái bánh của mình không có bị khô. Ở bên trên thì Phương sẽ trang trí tí xíu với lại dừa sợi. Các bạn có thể xên sơ ở trên chảo với tí xíu đường và tí xíu muối, dặn lại vị ngọt. Cho chút xíu mè rang. Cũng chỉ là một dòng bánh bông lan hấp, nhưng mà với cái cách này các bạn tô điểm thêm cho cái món bánh này có một cái sự bắt mắt, thật là dễ thương. Độ ngọt Phương thấy như vậy rất là vừa phải và không hề bị khô hay là mắc nghẹn, mềm tan trong miệng. Còn đây là những chiếc bánh Phương hấp bằng cái khuôn thủy tinh. Chúc các bạn cũng có được món bánh ngon làm cho gia đình nhân dịp cuối tuần hoặc là một dịp đặc biệt nào đó. Phương cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip tuần sau.